hello mọi người. Cuối tuần này thì mình với chị sẽ được đi Đà Lạt với lại Hà Nội chơi. Nên là hôm qua mình có đi khám sức khỏe. Đó là tại sao hôm nay người mình hơi mềm một chút. Nên là bây giờ mình sẽ get ready để cho nhìn nó tươi tắn hơn. Và trong lúc mình get ready thì anh chị đang đi mua trà sữa cho mi. Tại vì mi cảm giác là người hơi mệt nên là mi thèm trà sữa. Là mọi người cùng get ready với mi nhé. Tell you that they ran out. Oh, okay, it's okay. Thank you, mom. Chị vừa mua trà sữa về cho mi. Em thấy sao rồi, ổn không? Em thấy vẫn hơi mệt, tại vì hôm qua ở bệnh viện hơi đông người. Nhưng mà cũng biết được nhiều thông tin về virus HPV nên là cũng vui. Ngon. Hôm qua anh Chí có đưa mình đi khám sức khỏe định kỳ thì bọn mình được tư vấn là nên dự phòng HPV càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe của bản thân và sức khỏe của cả hai đứa. Cho những ai chưa biết về virus HPV thì đây là virus lây qua đường tình dục phổ biến nhất, và trong hơn 100 chủng thì các chuyên gia đã phát hiện có đến 14 chủng là có thể gây ung thư ở người. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc nếu các bạn không quan hệ tình dục thì sẽ không bị nhiễm HPV nha. Nhiều trường hợp không quan hệ nhưng mà vẫn bị nhiễm HPV do tiếp xúc với vật bị nhiễm tại vùng niêm mạc sinh dục như sử dụng chung khăn tắm hay là đồ lót. Ngoài ra sau khi tìm hiểu thì mới biết được cả nam và nữ đều có nguy cơ bị nhiễm HPV. Đến 80% nữ giới và 90% nam giới sẽ có nguy cơ nhiễm HPV vào một thời điểm nào đó trong đời. Cơ thể của chúng ta thì sẽ không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào khi bị lây nhiễm HPV, do đó thì sẽ khó phát hiện được thời điểm bị lây nhiễm bệnh là khi nào. Nên để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ bị bệnh thì My đã quyết định tìm hiểu và dự phòng HPV càng sớm càng tốt. Và thêm một điều nhỏ nữa là cả nam và nữ nên dự phòng trước 26 tuổi để đạt được hiệu quả tốt nhất. Trước đây chứ không hề biết HPV có thể gây ung thư cho cả nam và nữ đâu. Một số chủng HPV sẽ không để lại di chứng nào lớn, tuy nhiên một số chủng khác có thể gây ra những bệnh ung thư. Nên chỉ nghĩ virus HPV thật sự cần được chúng ta chú ý nhiều hơn để phòng ngừa và bảo vệ bản thân. Và đặc biệt với các bạn nam, đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ luôn khỏe mạnh và lơ là sức khỏe nhé. Mọi người hãy thường xuyên khám sức khỏe định kỳ và tham khảo ý kiến bác sĩ để dự phòng HPV nhé. Thông tin trong video này do Hội Y học Dự phòng Việt Nam cung cấp và được MSD tài trợ vì mục đích giáo dục. Bay xong quá đói nên điều đầu tiên bọn mình tới khi đặt chân đến Đà Lạt là ăn một phần bún bò thịt no nê. Vì hôm nay Đà Lạt có hơi nóng nên cảm giác ăn bún bò không được ngon như mọi khi, nhưng quán này vẫn rất ngon và chất lượng nha. Hello, mình đang ở đâu? Đang ở tiệm cà phê Hoàng Hôn Chiều. Là chỗ Hoàng, anh nhầm, tiệm cà phê yêu thích của mẹ ở Đà Lạt. So pretty. Anh cướp nước của em. Anh gọi trà sữa chín châu kem trứng. Hồi à, nào? Anh gọi hồi nào? Anh gọi hồi nãy nhưng mà em không có nghe lời anh. Kidding. Misunderstanding. Ngon quá. Cái này là best seller của quán. This is the best seller? We should have gotten this. Khúc đầu là lúc em tới là chưa có cái này. Lúc em tới best seller là cái này. That's a hot chocolate. I think everyone's seeing it yesterday on the taxi, or was that the driver? Man. Try it. That's delicious. Best seller. Use a spoon and eat it with the tapioca. Use a spoon and eat it with that? Yeah, just eat the cream and the tapioca. That? Sương mù đã che hết hoàng hôn rồi. Damn, that's a great view. Bình thường là sẽ có đèn ở dưới, xong rồi có mấy cái đồi giống như vậy. Nhưng mà ở kia. Nghĩ ngay bọn mình tới Đà Lạt thì sương mù rất nhiều nên không thể ngắm cảnh trên cao cũng như hoàng hôn ở Đà Lạt, nên cũng hơi buồn một chút. Buổi tối hôm đó thì bọn mình đi ăn tối ở Chiu Chiu Eatery. Hello, bây giờ bọn mình đang đi ăn ở Chiu Chiu Eatery. Bánh mì nướng với pate gan gà. Oh, they have tacos.
They have tacos here. Smoked goose tacos. Oh, let's see. Appetite. Mà họ nướng ăn kèm với sốt. Sốt gì? Sốt nấm. Mushroom sauce. With cilantro. I mean parsley. Mỹ. What? Alright, dig it. Quán này nằm hơi khuất một chút nên khi đến gần bãi giữ xe thì mọi người nhìn bên tay phải sẽ thấy quán nha. Tất cả món ăn ở đây mình thấy rất ngon, nhưng món yêu thích là món taco. Mọi người nhớ thử nha. I really like the tea. There you go. Lần nào đi Đà Lạt thì My đều ghé quán này để ăn bánh mì buổi sáng. Vì quán này hấp bánh rất nhanh nên mọi người nên đi lúc sáng sớm, tầm 9 giờ nha. Món yêu thích của My ở đây là cheese danish, chocolate croissant và trà dâu. Kimmy. Kimmy? Kimmy. She looks Korean. Korean. Oh, you're so cute. Yêu quá. Hello. Bây giờ là 5 giờ chiều. Grant, after you graduate from the military, and you have all your battle experience. Nếu ai thích concept farm to table thì không thể bỏ lỡ những món ăn ở rừng thông mơ nha. Đường đến đây thì rất đẹp vì đi ngang qua hồ Tuyền Lâm, nên có thể nói đây là chuyến đi 2 trong 1, vừa có thể đi đến nhà hàng và vừa được ngắm cảnh. Quá đẹp. Mấy điểm? 10/10. Ăn đường thông. Đồ ăn ngon là 12/10. Nếu đi buổi tối thì sẽ có những món như steak, cuộn nướng hay là hàu nướng. Còn buổi trưa thì sẽ nghiêng về những món brunch nhiều hơn. Chỗ này thì cũng có chỗ vui chơi cho trẻ em vào ban ngày, nên sẽ rất phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ. Mọi người đặt bàn trước nha, vì chỗ này rất đông và dễ fully book đó. Bây giờ bọn mình đã về khách sạn. Bây giờ là đang uống Sodonan. Sodonan. Mũi chỉ còn ngứa. Chắc tại vì nhiều hoa quá. Ở đây chứ, thành phố hoa mà. Thành phố hoa, mắt chỉ sưng hết rồi. Cheers.
Đáng lẽ là đi mua ở chỗ hoa sữa nổi tiếng, nhưng mà chú tài xế kiếm ra được chỗ cũng ngon, cũng đông, mà không biết ở đâu hết. Có chỗ đậu xe trên đường 3 tháng 2. Trong hẻm, đầu hẻm. Kế bên một tiệm mà thuốc. Tiệm y. Tiệm gì? Thuốc, nhà thuốc. Nhà thuốc. Nhà thuốc, tiệm mua thuốc. Mua nước rửa mũi cho Trinh. Hay bị trí ngỡ mũi. Và đi vườn ánh sáng. Giờ thì đang chill ở khách sạn để đi ra sân bay và chuẩn bị bay đi. Hello. Hello mọi người, mình đang ngồi ở Đà Lạt Palace, khách sạn của Đà Lạt Palace. Đà Lạt Palace. Đúng rồi. Yeah. Mình chỉ gọi cappuccino với lại đồ ăn kia. I'm kidding, it's water, healthy. Mình gọi một cái hot chocolate xong rồi mọi người cho xong rồi được. Cho một bình hot chocolate. Bình hot chocolate. Grant thì order I'm kidding, it's diet nước lọc. Một chai nước lọc. Một chai nước lọc. Họ tưởng là chai nước lọc này là 150ml nhưng mà ra là 1.5 lít. That's why I told them. I was like, I think it's the big bottle. It's okay, we'll drink it all. Yeah, and you never answer. I was trying to tell you so long ago. Yeah, I was like, because excuses. The I know bottle. Exactly what time you work. And I'm pretty sure the waiter was like, okay, I guess they'll drink the big bottle. In the hot chocolate. Hello mọi người. Mình vừa tới khách sạn và bây giờ đang ăn bánh cuốn cuốn trà sữa hương chi, my favorite. Ngon mà. Quá ngon. Approve. Ngon luôn. Quá ngon. Then put your talent on display too, because that's what it's about. It's about you having fun, and I'm sorry. I'm sorry that I tried to take that away, son. That's so sad. I owe you a huge apology. Huge. Did your parents ever force you to do anything? Sorry, and I love you. Oh, you played me. Okay. Amen. Hey, listen, I want you to do whatever it is you want to do. You want to sing? You want to dance? Whatever it is, have fun. Mình đang ở Hồ Gươm. Có cười. Cause you're like, hello mọi người, mình đang ở Hồ Gươm. Like, broken Vietnamese, what you say? You mean I'm broken? Say you're British, say you're a Northern accent. No. Xin chào mọi người, mình đang ở Hồ Gươm. No. I'm sorry. Xin chào. Bí mật với mọi người, đây là món Mi có thể ăn mỗi ngày mà không ngán. Quán bún chả mà Mi hay ăn là bún chả Ngõ Trạm. Quán này mọi người hay mua về nhưng Mi thấy ăn ở quán cũng rất ngon, hơi nóng một chút thôi. Sau đó Mi có đặt lịch đi spa cho cả hội luôn. Hôm qua thì bọn mình đi spa ở La Siesta Hotel. Nhưng mà spa rất là thích. Mình có thích cái spa không ạ? Quá thích luôn. Nên là nếu mà bạn nào mà đến Hà Nội chơi thì Mi thấy cái khách sạn này rất là dễ thương. Phòng ok, phòng sạch, giường đẹp. Xong rồi còn có spa ở dưới lầu nữa. Nên là highly recommend. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi lăn bác thôi. Lăn bác thôi. Được rồi, đi thôi. Bọn mình đi lăng Bác thì ngay lễ 2 tháng 9 nên lăng Bác cực kỳ đông, không thể xếp hàng được nên bọn mình đã chạy một vòng xung quanh ở ngoài để ngắm lăng Bác từ xa.
Sau đó anh Chí quá thèm cà phê nên My đã nghĩ ngay đến Touch Spaces. Theo My được biết thì quán này cũng đang rất nổi ở Hà Nội. Khu này có 3-4 store khác nhau nhưng lúc My tới chỉ có quán cà phê là mở cửa thôi. Cà phê ngon, nước cũng ngon và đặc biệt là góc nào cũng chụp được hình sống ảo hết. Vì có một bạn trong hội bị đau bụng nên tối hôm đó bọn mình đã quyết định đi ăn nhà hàng Ấn Độ thay vì ăn đồ vỉa hè. Dù My rất rất buồn nhưng mà phải đặt an toàn của bạn bè lên trên hết. Ngon, quá ngon, thơm. Tandoori chicken nè, biryani nè, cà ri nè, bánh nang phô mai. Wow, quá ngon. That's good. Ngon không? Anh gọi gì á? Creme brulee tea. Cái này là best seller. That's the best seller. I think this is This is the most desserts I've eaten in like a span of 1 week. Bon appetite. Bye bye. Chí và the boys sẽ đi Vịnh Hạ Long. Và sau đó Hà My sẽ về Sài Gòn đi công tác. Và đó đã kết thúc chuyến đi Đà Lạt, Hà Nội ngắn ngày của bọn mình rồi. Hẹn mọi người vào video sau nha. See you.